Xin chào các bạn. Nhiều người biết đến Shopee như là một cái trang mua sắm nổi tiếng hiện nay trên thị trường ở Việt Nam. Trên đây có rất nhiều các cái sản phẩm từ thời trang cho đến các cái thiết bị điện tử vân vân để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Đấy, chúng ta xem ở trên màn hình. Đây là một cái trang web mà rất quen thuộc với người tiêu dùng của Việt Nam. Và trong video của ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một cái chương trình affiliate đối với cái trang này để chúng ta sẽ bán các cái sản phẩm với trang này để chúng ta kiếm thêm cái nguồn thu nhập cho chúng ta. Chúng ta không cần phải bỏ vốn, cũng không cần phải ôm hàng làm gì cả, mà chúng ta sẽ bán những cái sản phẩm của những người có sản phẩm ở trên kênh này và chúng ta sẽ kiếm thêm cái thu nhập từ cái chương trình này. Một cái chương trình rất là hay. Đây là cái cách kiếm tiền với Shopee bằng tiếp thị liên kết rất hot của năm 2019. Đây là một cái chương trình tức là cho phép bạn bán sản phẩm của người khác trên Shopee và nhận tiền hoa hồng trên mỗi cái sản phẩm đó. Và với cái chương trình tiếp thị liên kết với Shopee thì bạn chỉ cần làm một cái việc duy nhất, thì đó là bạn sẽ mang cái sản phẩm của người khác đã đăng trên Shopee và đi quảng bá. Khi nào có khách hàng mua cái sản phẩm qua cái sự giới thiệu của bạn thì bạn sẽ kiếm được cái hoa hồng. Kiếm tiền với tiếp thị liên kết đã có từ rất lâu rồi, nhưng hiện nay Shopee mới xuất hiện cái chương trình này thì đã có rất nhiều người kiếm được tiền nhờ vào cái chương trình tiếp thị liên kết này. Để mà kiếm tiền được với cái chương trình tiếp thị liên kết này thì bây giờ chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Tôi sẽ để cái link đăng ký tài khoản với cái chương trình tiếp thị liên kết này ở dưới cái phần mô tả của video. Chúng ta chỉ việc click vào cái link đăng ký này thì chương trình sẽ đưa chúng ta đến một cái trang để chúng ta đăng ký làm tiếp thị liên kết cho cái trang này. Khi mà truy cập vào cái link dưới phần mô tả thì chúng ta sẽ đến một cái trang như thế này, thì sẽ đưa chúng ta đến một cái trang đăng ký tài khoản vào affiliate như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Ở đây chúng ta thấy này, loại tài khoản chúng ta chọn là loại tài khoản là cá nhân nhé. Đây, chúng ta bấm vào đây. Thứ hai, tên. Ví dụ như tôi tên là Lực. Bấm là Lực này, họ này, Lê Văn. Tên đăng nhập. Tôi chọn một cái tên bất kỳ là. Đấy, thế đây, mail đây, gia hưng 13686@gmail.com, mật khẩu đây, bây giờ ta điền mật khẩu của ta vào đây. Mật khẩu phải từ 8 đến 32 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ hoa, một chữ thường, ký tự đặc biệt và số. Đấy. Sau khi mà nhập lại mật khẩu chính xác rồi thì ta sẽ bấm vào cái chữ tiếp theo ở đây. Chúng ta sẽ đến cái bước thứ hai là cái thông tin liên hệ. Tên công ty hoặc là tên tài khoản thì chúng ta ghi tên của ta vào cũng được. Đó là Lực này, Lê Văn. Số điện thoại. Quốc gia. Chúng ta chọn tên quốc gia của ta vào. Quốc gia ta là Việt Nam thì ta chọn tên Việt Nam vào. Thành phố. Đây, tôi ở Thanh Hóa, tôi ghi vào. Mã bưu điện 440.000. Thanh Hóa là 440.000, mặc định rồi. Địa chỉ liên hệ thì ta ghi tên của địa chỉ của ta vào đây.
Rồi, ta bấm vào chữ tiếp theo ở đây. Bây giờ ta sẽ đến cái bước thứ ba là giới thiệu về bạn. Bạn sở hữu kênh riêng nào để quảng bá? Chọn loại hình. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta chọn một cái loại hình. Ở đây có rất nhiều các loại hình này. Không có kênh riêng, chỉ chạy ADS hay là group Facebook, profile hay là website. Tôi chọn đây là website đây. Rồi, đây là cái địa chỉ của website. Thì ta sẽ đưa cái địa chỉ của website vào đây. Đây là cái trang web của tôi. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái trang web này để đăng ký các cái thông tin. Giờ tôi sẽ copy cái đường link này, người ta dán vào. Đây. Cái lĩnh vực mà bạn quảng bá tốt nhất đấy là cái gì? Thì ta chọn ở đây. Ví dụ tôi đưa vào đây là cái điện tử công nghệ đi. Đấy. Bên này là nội dung kênh của bạn là gì? Đây là ta chọn là blog, trang đánh giá. Rồi. Số lượt traffic follow trung bình hàng tháng của bạn là bao nhiêu? Người ta ghi vào đây là 1.000 đi. Đấy. Thế thôi, là được rồi. Bây giờ ta sẽ bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Bấm vào tôi tích ở đây. Chọn tất cả hình ảnh có xe hơi. Này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ta bấm vào xác minh. Rồi bây giờ ta sẽ bấm vào hoàn thành ở đây. Rồi, thông tin đăng ký của bạn đã được ghi nhận thành công. Vui lòng kiểm tra mail để biết thông tin chi tiết. Bây giờ ta sẽ vào mail để kiểm tra xem là người ta gửi cho chúng ta cái nội dung thông tin mail là cái gì. Đây, ta sẽ có ngay cái thông tin mail người ta gửi đến đây. Chào mừng bạn đến với chương trình Affiliate của Shopee Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết của Shopee Việt Nam từ bạn. Bạn vui lòng chọn và thực hiện một cách xác thực tương ứng với hình thức mà bạn đã đăng ký. Thì cái phần này là phần xác thực là rất là đơn giản và cũng dễ hiểu thôi. Thì cái này thì các bạn sau khi đăng ký xong thì các bạn sẽ vào mail, các bạn đọc các cái thông tin này và chúng ta chọn lựa chọn một trong hai cái hình thức để chúng ta xác thực. Và sau khi đã thực hiện xong rồi thì chúng ta sẽ chờ đợi cái chương trình duyệt và chúng ta sẽ lại được làm tiếp thị liên kết với trang này. Một cái công việc rất là đơn giản. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước đến hiện tại như thế này. Còn để mà bán được hàng từ cái chương trình tiếp thị liên kết với Shopee này ở một cái mức độ nhiều hơn nữa thì nếu các bạn mong muốn xem ở cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái video tiếp theo. Cuối cùng xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của mình.